Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này thọ trì, đọc tụng, rốt giáo thông đạt như lý tư duy, rộng vì người nói, phân biệt, khai thị, khiến họ dễ hiểu, tức là thọ trì sở chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quá khứ vị lai hiện tại. Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này, thọ trì đọc tụng rốt giáo thông đạt như lý tư duy, rộng vì người nói, phân biệt khai thị, khiến họ dễ hiểu, tức là nhiếp thọ sở chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật quá khứ vị la hiện tại. Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hiện ở chỗ ta, muốn dùng các loại tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc chàng phan bảo cái, kỹ nhạc đèn đuốc thượng diệu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen không hề biếm trễ, thì nên đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa, thọ trì đọc tụng rốt giáo thông đạt như lý tư duy, vì người rộng nói phân biệt khai thị khiến họ dễ hiểu, hoặc lại sao chép dùng các báu trang nghiêm, thường dùng các loại tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, thượng rượu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không được biếng trễ. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tức là cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen ta, cũng là cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác hiện tại ở mười phương thế giới hiện đang thuyết pháp và chư Phật quá khứ vị lai. Like. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa, thâm tâm tín thọ, cung kính ưa thích, tức là tín thọ cung kính ưa thích chư Phật quá khứ vị lai like hiện tại, này Khánh Hỷ, nếu ông mến thích ta, chẳng bỏ ta, thì cũng nên mến thích, chẳng nên bỏ kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến một câu chớ để quên mất. Này Khánh Hỷ, ta nói nhân duyên phó trúc kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tuy có vô lượng, nhưng nói tóm lại thì như ta đã là đại sư của các ông thì nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng là đại sư của các ông các ông kính trọng ta cũng nên kính trọng bát nhã ba la mật đa sâu xa vì vậy này khánh hỉ ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo phó trúc kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa cho ông ông nên thọ trì chớ đẻ quên mất